chương 391, nhưng hắn hướng ta nói xin lỗi đi. Mọi người thấy Lữ Thiếu Khanh thế mà còn dám nói chuyện, không ít người lần nữa đỡ đầu, trong lòng rên rỉ lên. Ngươi là không sợ chết đâu. Vẫn là thiếu khuyết toàn cơ bắp. Coi như người ta làm có cái gì không đúng, bây giờ người ta là chủ nhân, không cho chủ nhân một điểm mặt mũi. Thật chọc giận Ngọc Đỉnh phái người, giết chết ngươi, ngươi cũng là chết vô ích. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh không sợ hãi chút nào, ngẩng đầu, một bộ chính là các ngươi sai bộ dáng. Trong lòng mọi người im lặng, cái này gia hỏa, đầu óc là có vấn đề a. chạy đi đâu tới nhị hóa. mạnh tiểu trên mặt lộ ra vẻ không vui, tại trong sư môn, làm đại sư tỷ nàng nói một không hai, nhưng sư đệ sư muội ngậm miệng, liền không ai dám lại nói tiếp. cho dù là lãnh dược xuyên cũng không dám có hai lời. về phần người bên ngoài, có rất ít người không nể mặt nàng, không nể mặt nàng người nàng đã thật lâu không có gặp, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này thế mà gặp một cái. trong lòng không vui đồng thời, cũng nhiều mấy phần hiếu kỳ. nàng nhịn không được hỏi ngươi nói là có ý gì lữ thiếu khanh mỉm cười nụ cười mang theo vài phần tà mị ngược lại nhường mạnh tiểu thấy trong lòng nhảy một cái cái này gia hỏa có mấy phần ngoài ý muốn đẹp mắt đây lữ thiếu khanh không có chú ý tới mạnh tiểu ánh mắt thế mà tránh đi một điểm hắn bên này chậm rãi nói ngươi mới vừa nói nhường mọi người cho ngươi một bộ mặt nhưng sư đệ của ngươi liền không nể mặt ngươi điều này nói rõ ngươi sư đệ mặt ngoài đối ngươi tôn kính trong lòng đối ngươi là không phục nhựa plastic tình nghĩa đồng môn không chừng trong lòng nghĩ đến như thế nào lật đổ ngươi, tự mình là đại sư huynh đây. Lãnh dược xuyên lần nữa giận dữ, hỗn đảng, đáng chết gia hỏa, ở ngay trước mặt ta nói xấu ta, ngươi là làm ta chết đi, vẫn là không tồn tại. Gây tẩm gia hỏa, ngươi đang tìm cái chết sao? Lãnh dược xuyên cũng bộc phát ra cường đại khí tức, trực chỉ lữ thiếu khanh. Lữ thiếu khanh không nói hai lời, tiến lên hai bước, đứng ở mạnh tiểu bên người, cự ly rất gần. Mạnh tiểu ngửi được lữ thiếu khanh mùi trên người, sắc mặt lập tức trở nên càng đỏ. Tròn vo, đỏ bừng, như là một cái thành thục quả táo. Lần thứ nhất cùng một cái nam nhân đứng được gần như vậy, nhưng Mạnh Tiểu trong lòng có chút hoảng. Lữ Thiếu Khanh không có chú ý tới Mạnh Tiểu trạng thái, hắn chỉ vào lãnh dược xuyên nói, xem, hắn lại tới. Thật hèn hạ, thật vô sĩ. Đám người nhịn không được âm thầm kinh bỉ. Đứng ở nữ nhân bên người tìm kiếm bảo hộ, đây là nam nhân làm ra được sự tình sao. Lãnh dược xuyên lần này hàm răng đều nhanh cắn nát, Lữ Thiếu Khanh đứng ở Mạnh Tiểu bên người, nhưng hắn tiếng thối lưỡng nan, đánh không được, không đánh nha, mặt mũi này, ném đại phát. Mạnh tiểu sau khi lấy lại tinh thần, hướng về phía hắn hừ lạnh một tiếng, sư đệ, ngươi muốn làm gì? Muốn lấy đánh sao? Lãnh dược xuyên sắc mặt càng thêm khó coi. Mặt mũi này từ bỏ sao? Đoan một hiến bỗng nhiên ra thuyết phục, lãnh sư đệ, không cần cùng loại người này chấp nhặt Đến gần hai bước, dùng hai người nghe được thanh âm nói, nhưng hắn sống lâu một hồi đi. Kịp phản ứng sau lãnh dược xuyên thu liễm khí tức, hung tợn nhìn chầm chầm lữ thiếu khanh, ngươi chờ đó cho ta ngoại tào lữ thiếu khanh kêu to ngọc đỉnh phái nhị sư huynh trước mặt mọi người uy hiếp người còn có hay không thiên lý sau đó hướng về phía tức giận mạnh tiểu nói ngươi không phải mới vừa hỏi ta có ý tứ gì sao ý của ta là ngươi không thể dung túng người phía dưới phạm sai lầm liền phải muốn trừng phạt nhưng hắn biết mình phạm sai lầm để ngươi sư đệ hướng ta nói xin lỗi đi nhưng hắn ghi nhớ thật lâu dựng nên quyền uy của ngươi đám người nhìn xem lữ thiếu khanh ánh mắt lần nữa thay đổi mẹ nó cái này tiểu tử quả nhiên là không có đầu óc gia hỏa ai dám gọi ngọc đỉnh phái nhị sư huynh xin lỗi cũng không có khả năng xin lỗi nói xin lỗi lãnh dược xuyên mặt mũi còn muốn hay không ngọc đỉnh phái mặt mũi còn muốn hay không lãnh dược xuyên thật vất vả miễn cưỡng đè xuống tới lửa giận lại một lần nữa bốc cháy lên mà lại so với vừa rồi thiêu đốt đến vượng hơn nhưng hắn nói xin lỗi nằm mơ đi hắn gầm thét để cho ta xin lỗi trừ phi ta chết đi mạnh tiểu cũng biết rõ không có khả năng để cho mình sư đệ xin lỗi liền xem như lãnh dược xuyên có lỗi cũng không thể xin lỗi ngọc đỉnh phái mặt mũi không thể ném có thời điểm cho dù là người một nhà phạm sai lầm cũng phải muốn đứng tại người một nhà bên này mạnh tiểu quay người đi về phía trước thanh âm êm tai truyền đến việc này dừng ở đây ai lại nói tiếp ta liền thu thập ai dừng a à. nha đầu này còn nói là đại sư tỷ đây xử sự, sự thủ đoạn không được a à, lữ thiếu khanh trong lòng kinh bỉ một cái lữ thiếu khanh một tiếng ý vị thâm trường cười nhạo âm thanh nhưng lãnh dược xuyên muốn quay đầu đánh người. Mà mạnh tiểu khuôn mặt cũng trống mấy phần, cái này gia hỏa, có chút chán ghét. Trải qua việc này, không người đến trêu chọc lữ thiếu khanh bọn hắn, mọi người cố ý vô tình đem lữ thiếu khanh một nhóm xem nhẹ. Đánh cũng đánh không được, miệng pháo lại miệng pháo bất quá, cuối cùng khiến cho tự mình xuống đài không được, quá mất mặt. Người bị hại đoan một hiến cùng lãnh dược xuyên hai người đi cùng một chỗ, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua lữ thiếu khanh nơi này, sát ý nghiêm nghị. Lữ thiếu khanh không có đế ý bọn hắn, hắn trở lại giả tôn bên này. Tránh xa như vậy làm gì?" Lữ Thiếu Khanh rất bất mãn, trách cứ giả Tôn, ta bị người khi dễ, ngươi làm sao không đến giúp ta? Ta hắn a à muốn đánh chết ngươi." Giả Tôn trong lòng khóc không ra nước mắt. Hắn mới vừa rồi là có bao xa liền trốn xa hơn, Lữ Thiếu Khanh làm cách làm nhường hắn hối hận không kịp. Mang Lữ Thiếu Khanh đi lên, đây là hắn làm được bết bát nhất một sự kiện. Sự thật chứng minh, vị gia này không phải an phận chủ. Vừa lên đến, liền đem đoan một gia cùng ngọc đỉnh phái đều đắc tội. Tại mọi người trong mắt lữ thiếu khanh chính là hắn người lữ thiếu khanh làm như vậy chính là hắn giả tôn ở sau lưng sai sử giả gia đã trên lưng một ngụm siêu cất nồi đen lớn này này kẻ đầu tư bên này không có bất kỳ cảm thấy ngược lại hướng về phía giả tôn nói ngươi bộ biểu tình này là chuyện gì xảy ra hẳn là ngươi giả gia lại có nguyên anh chết sao ta nhổ vào nhà ngươi nguyên anh mới chết rồi trong lòng của hắn mắng to trên mặt bi thương vạn phần công tử ngươi có thể hay không khiêm tốn một chút bị ngươi dạng này trị đắc tội người đến thời điểm nhóm chúng ta giả gia nguyên anh lại nhiều cũng gánh không được a à. giả tôn ngữ khí tràn đầy khẩn cầu hy vọng lữ thiếu khanh không nên đem giả gia cho góp đi vào nếu là có thể hắn tuyệt đối phải cùng lữ thiếu khanh phủ sạch quan hệ đáng tiếc hắn hiện tại là tù binh có thể làm chính là khẩn cầu lữ thiếu khanh dơ cao đánh khẽ không phải đâu lữ thiếu khanh kinh ngạc không thể tin được nhìn qua giả tôn ngươi còn không biết xấu hổ nói không nên đắc tội người trước ngươi làm sao đối ta nói tới cái này giả tôn càng thêm muốn khóc chuyện này hắn cái này mấy ngày nhớ tới cũng muốn khóc. Tự mình lúc ấy làm sao lại miệng tiện đây? Đắc tội ai không tốt, lập tức liền đắc tội hai cái nguyên anh, vận khí này cũng là không chừng. Công tử, bọn hắn tự hồ bắt đầu. Nhan Hồng Vũ nhắc nhở một câu. Theo mạnh tiểu đến, lần này tụ hội cũng liền chính thức bắt đầu. Chương 392, mạnh cô nàng muốn làm minh chủ. Mạnh tiểu bọn người ngồi trên mặt đất, tất cả mọi người là tu sĩ, không có quá nhiều khách sáo. Lữ thiếu khanh mấy người tại biên giới tìm địa phương đợi. Lữ thiếu khanh dựa vào một khối tảng đá, đối sân bãi đơn sơ cùng bố trí biểu đạt bất mãn. Ngọc đỉnh phái rất nghèo a, à. không có cái bàn, cũng không có ăn, bụng xỉn, keo kiệt. Đông châu đệ nhất quỷ nghèo môn phái không phải ngọc đỉnh phái không còn ai a. À. Nhan hồng vũ ôm đầu, nàng cảm thấy mình đầu rất đau. Cái này nha, là ghét bỏ sự tình huyên náo không đủ lớn, là dự định cùng ngọc đỉnh phái vạch mặt, cuối cùng xuất thủ. Bằng không làm gì luôn luôn cùng ngọc đỉnh phái không qua được đơn sơ một điểm thế nào? Đây là người ta địa phương. Đây là người ta làm sự tình, ngươi không thấy được Đông Châu đệ nhất nhân khoái hằng cũng không có ý kiến a. À. Ngươi đang gọi cái gì? Nhan Hồng Vũ là sợ Lữ Thiếu Khanh cùng Ngọc Đỉnh phái người vạch mặt, cuối cùng ra tay đánh nhau. Này lại nguy hiểm cho đến nàng nhóm 2 tỷ đệ. Nàng đi theo bị lan đến gần không quan hệ, dù sao mệnh của nàng cũng coi là Lữ Thiếu Khanh cứu, cùng lắm thì còn cho hắn chính là. Nhưng là Nhan Hồng Vũ không chính hy vọng đệ đệ sẽ bị lan đến gần sớm biết rõ không đồng ý đệ đệ cùng đi theo tốt. Nhan Hồng Vũ quay đầu thời điểm, vừa lúc cũng nhìn thấy giả tôn tại ôm đầu. Trong nội tâm nàng nhịn không được nhiều hơn mấy phần thông cảm. Cái này gia hỏa cũng coi là khổ cực. Nhan Hồng Vũ nhịn không được nhắc nhở vài câu, ngao công tử, ngươi liền thiếu đi nói hai câu đi. Ngươi làm như vậy đắc tội mạnh cô nương, đối với ngươi không có chỗ tốt đây. Lữ thiếu khanh hừ một tiếng, cái nha đầu kia, còn tưởng rằng có mấy phần bản sự, kết quả cũng là bên người thân không cần đạo lý nha đầu làm ta quá là thất vọng. quả nhiên a à, là đại sư huynh, đại sư tỷ đều không phải là cái gì tốt gia hỏa. đặc biệt là mặc quần áo trắng. nhan hồng vũ nhịn không được nhìn về phía kế ngôn. lời này cùng hắn là nói mạnh tiểu, chẳng bằng nói là đang cố ý ép buộc kế ngôn. cái này còn không đánh hắn một trận. nhan hồng vũ trong lòng kêu gào, không thể nhịn a. À. lữ thiếu khanh gặp kế ngôn không nói lời nào, cố ý hắc hắc cười không ngừng, lại nói, ngươi xem, nha đầu kia cùng ngươi cũng là bên người thân không cần đạo lý. Cùng ngươi tuyệt phối a à. để nàng làm chị dâu ta đi ta không có ý kiến ngây thơ kế ngôn quay đầu nhìn xem lữ thiếu khanh ngươi dự định làm chút gì muốn hay không hiện tại liền xuất thủ kế ngôn đã quan sát qua nơi này người mạnh nhất bất quá là kết đan hậu kỳ hắn cùng lữ thiếu khanh đều là nguyên anh đối phó bọn hắn không cần tốn nhiều sức không vội không vội lữ thiếu khanh bận biểu ngăn cản đừng xúc động a à, ngươi bây giờ xuất thủ đến thời điểm không chừng kinh động ngọc đỉnh phái đến thời điểm đánh nhau sẽ không tốt Nhan Hồng Vũ, Nhan Hồng Tân, Giả Tôn ba người nhịn không được trong lòng chửi bậy. Ngươi cũng biết rõ cùng Ngọc đỉnh phái đánh nhau không tốt. Vừa rồi ngươi còn nói Ngọc đỉnh phái nói xấu. Kế ngôn không quan trọng, Ngọc đỉnh phái mà thôi, sợ cái gì? Ngươi đừng trang không hiểu a, à, Lữ thiếu Khanh giận dữ, có hóa thần, nhóm chúng ta đánh không lại, muốn đánh nhau phải không nhịn cho ta điểm, có ngươi đánh thời điểm. Kế ngôn nghe minh bạch, lần này tụ hội quả nhiên có vấn đề. Nói nhảm, không có có vấn đề mới là lạ. Lữ thiếu khanh ánh mắt rơi vào xa xa mạnh tiểu bọn người trên thân, ánh mắt thâm thẳm, chạy tới cái này chim không thèm ị địa phương tổ chức cái gọi là tụ hội, còn bố trí đại trận, thấy thế nào cũng có vấn đề. Lữ thiếu khanh đã dò xét qua, bố trí đại trận nhìn như là chỉ vì bí mật, mặt ngoài chỉ là có thể ngăn cách linh thức, những này chỉ có kết đăng kỳ người cũng không rõ ràng, đại trận này còn có thể ngăn cách nguyên anh thần thức, mà lại đại trận này một khi hoàn toàn mở ra, người nơi này như là cá trong chậu, muốn chạy trốn cũng không có địa phương có thể trốn mà lữ thiếu khanh cùng kế ngôn nói chuyện thì nhường nhan hồng vũ mấy người sững sờ cái này có thể có vấn đề gì giả tôn nhịn không được nói hai vị công tử trước đó nói qua tới đây tụ hội là vì tránh đi một chút người không có phận sự mạnh cô nương nói qua không đạt được điều kiện không thể tham gia cái này tụ hội đây là người tuổi trẻ tụ hội ngươi cái này gia hỏa biết cái gì đây là đông châu có sức ảnh hưởng người trẻ tuổi tụ hội liền ngươi đều phải vót nhọn đầu hướng nơi này khoan những người khác càng thêm không cần nói lữ thiếu khanh lắc đầu khinh bỉ giả tôn tiện thể đem nhan hồng vũ hai tỷ đệ cũng cùng một chỗ khinh bỉ không có đầu óc gia hỏa nhan hồng vũ cái kia khí a ngươi mới là người không có đầu óc cái này thời điểm mạnh tiểu thanh âm truyền tới chư vị lần này tìm các ngươi tới nơi này ngoại trừ nhường mọi người gặp mặt một lần giao lưu giao lưu bên ngoài còn có có một việc chính là liên quan tới hiện tại đông châu tương lai đám người nghe vậy nhao nhao nghi hoặc không minh bạch mạnh tiểu ý tứ người ở chỗ này không phải nào đó một phái người thừa kế chính là cái nào đó gia tộc thiếu chủ, bọn hắn những người này liền đại biểu cho Đông Châu tương lai. Mạnh cô nương, chỉ giáo cho. Mạnh Tiểu Tròn vo trên mặt lộ ra mỉm cười, đáng yêu sau khi lại có mấy phần uy nghiêm, nàng không nóng nảy nói, mà là hỏi đám người một vấn đề, "Chư vị, trước đó không lâu tại Trần Thành Nhan gia lọt vào Phong Lôi giáo, Ngân Nguyệt Tông liên thủ giảo sát hủy diệt, Phong Lôi giáo, Ngân Nguyệt Tông về sau lại bị lộ ra cao nhân xuất thủ diệt căn cơ sự tình tất cả mọi người nghe nói a?" À. Đám người gật đầu, chuyện này huyên náo xôn xao. Thiên cơ báo càng là làm một cái cỡ lớn liên tục đưa tin, liên tục báo cáo 10 ngày. Nghiêm trọng hoài nghi Đông Châu Thiên cơ giả lười biến, lười nhát ra ngoài chạy tin tức. Bắt được một kiện đại sự vào chỗ chết hao. Cho nên, trừ phi bế quan mới vừa ra người, nếu không đều sẽ biết rõ chuyện sự tình này. Mạnh tiểu trên mặt nhiều hơn mấy phần bi ai chi sắc, giọng nói của nàng mang theo vài phần nặng nề, phong lôi giáo thiếu gia chủ tất tụ công tử cùng ta có qua vài lần duyên phận, là một cái thiên tài hơn người người. Còn có nhan gia thiếu gia nhan hồng tân công tử, đồng dạng là một cái thiên tài, tài hoa hơn người, nhưng là hiện tại bọn hắn lại bởi vì phe phái chi tranh mà vẫn lạc, thực tế bốn làm cho đau lòng người. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được nhìn Nhan Hồng Tân một cái, ngươi có sao? Ta tại sao không có phát hiện? Nhan Hồng Vũ khẽ nói, đệ đệ ta thiên phú rất tốt. Ha ha! Chư vị lại có người hẳn là đi qua Tề Châu, Kiến Châu hoặc là Trung Châu A. Theo ta được biết, cái này ba cái châu cũng không có giống nhóm chúng ta Đông Châu nơi này chiến hỏa bay tán loạn, tử thương vô số. Cho nên, tề châu có ba đại môn phái yến châu có hai đại môn phái trung châu có năm nhà ba phái bọn hắn mặc dù có mâu thuẫn cũng sẽ không dễ dàng khởi xướng diệt môn chiến tranh bọn hắn càng nhiều là lấy quy mô nhỏ phạm vi nhỏ đến phân thắng thua nhóm chúng ta đông châu đâu vẫn luôn là dạng này tử thương quá nhiều thiên tài đông châu cùng những châu khác chênh lệch nhiều lắm được rồi nghe đến đó đã có không ít người biết rõ mạnh tiểu ý tứ lữ thiếu khanh càng là đoán ra mạnh tiểu muốn làm gì không thể nào nha đầu này sẽ không phải nghĩ đến muốn làm võ lâm minh chủ a à. đây là nàng ý tứ vẫn là ngọc đỉnh phái ý tứ lữ thiếu Khanh sắc mặt cổ quái sợ lên cầm nhìn qua mạnh tiểu nếu như là chính nàng ý tứ muốn làm minh chủ sợ không phải cũng bị người đánh chết chương 393, âm hiểm mạnh cô nàng lữ thiếu khanh coi là mạnh tiểu là vì nhường ngọc đỉnh phái là lão đại chuẩn bị trị một cái liên minh chưa từng nghĩ mạnh tiểu lần này mục đích thực sự là chư vị thân phận của các ngươi không tầm thường không phải một phái thiếu chủ chính là một cái gia tộc thiếu gia, các ngươi tương lai sẽ thống ngự thế lực khắp nơi. Ta ở chỗ này, hy vọng chư vị có thể theo tự thân làm lên, tận khả năng giảm bớt lẫn nhau ở giữa chiến tranh. Dù là có mâu thuẫn, cũng không cần đem mâu thuẫn lên cao đến hai phái ở giữa, nhường hai phe thế lực tự chiến. Ta biết rõ cái này rất khó, nhưng là ta hy vọng mọi người có thể chậm rãi đi cải biến, chúng ta cùng nhau cố gắng cải biến Đông Châu hỗn loạn hoàn cảnh. Mạnh tiểu biểu lộ nghiêm túc, ngữ khí càng là tràn ngập chân thành, tự hồ là xuất phát từ nội tâm phế phủ là thật hy vọng mọi người từ giờ trở đi cải biến. Những lời này, nhưng mọi người ở đây cũng trầm mặt không nói. Kế ngôn cũng không nhịn được nhìn thoáng qua mạnh tiểu. Nói ra như thế một phen đến, hy vọng mọi người làm như vậy. Nếu như không phải ngốc, chính là ngây thơ quá mức. Kế ngôn nhịn không được lắc đầu. Ngây thơ. Đông châu nơi này hỗn loạn, không phải dựa vào mấy câu, dựa vào một số người liền có thể cải biến. Sống sót đến bây giờ thế lực khắp nơi, cái nào không phải dẫm lên vô số trên thi thể đến không diệt mấy cái thế lực mới đi đến bây giờ thế lực, đều không có ý tứ tại Đông Châu lăn lộn. Bởi vì diệt qua thế lực nhiều, tự nhiên cũng lo lắng cho mình sẽ bị người diệt. Cho nên, một khi đánh nhau, sẽ chỉ liều mạng đánh cho đến chết, không tồn tại chạm đến là thôi, không tồn tại hữu hảo giao thủ. Không phải ngươi chết chính là ta sống. Đây là Đông Châu thế lực khắp nơi cộng đồng nhận biết cùng làm phép. Đánh nhau, ai dám lưu thủ, ai liền chờ chết đi. Giống mạnh tiểu loại này đề nghị, trong thế hệ tuổi trẻ nói một chút còn chưa tính. Thế hệ trước mới sẽ không nghe. Thế hệ trước cách nhìn cùng kế ngôn cách nhìn nhất trí, ý tưởng ngây thơ. Lữ thiếu khanh lại không phải loại này cái nhìn. Hắn sờ lên cầm, nhiều hứng thú nhìn xem mạnh tiểu, xem ra, không phải nha đầu này muốn làm minh chủ, mà là Ngọc Đỉnh Phái muốn làm minh chủ A. À. Trước những năm qua người tuổi trẻ bên tai hóng hóng gió, nhưng bọn hắn trở về thổi một chút thế hệ trước gió bên tai, rào đón trước. Ngày sau ai dám đánh nhau, Ngọc Đỉnh Phái có thể ra mặt là điều đình người. Lữ thiếu khanh càng nghĩ thì càng nhiều, cảm thấy ngọc đỉnh phái tại hạ một bàn cờ rất lớn giảo hoạt âm hiểm a à, chỉ cần có lấy cớ để điều đình dựng nên uy tín ngày sau ai không nghe lời có thể vung cánh tay hô lên cùng một chỗ giết hắn có thể rất âm hiểm ta ưa thích lữ thiếu khanh nhịn không được đối mạnh tiểu cùng ngọc đỉnh phái xem trọng vài lần thật là âm hiểm a à. ở đây đều là người trẻ tuổi nhưng tất cả mọi người không ngốc mạnh cô nương tâm địa thiện lương trách trời thương dân chính là chúng ta mẫu mực đúng vậy a à dựa theo mạnh cô nương cách làm như vậy, nhóm chúng ta Đông Châu tương lai sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Không sai, tương lai chính là chúng ta thiên hạ, nhóm chúng ta nên chung sống hòa bình. Lời hữu ích tất cả mọi người sẽ nói, mặt ngoài tại cung duy mạnh tiểu, về phần trong lòng chân chính ý nghĩ là thế nào, chỉ có chính bọn hắn biết rõ. Mạnh tiểu nhìn thấy mọi người như thế nể tình, tròn trị nụ cười trên mặt càng tăng lên, nhiều hơn mấy phần đáng yêu. Nàng đối bên cạnh lãnh dược xuyên nói, nhị sư đệ, xem ra đề nghị của ngươi không tệ lãnh dược xuyên đồng dạng cười đến rất vui vẻ tất cả mọi người cho sư tỷ mặt mũi ngươi có sư tỷ ngươi đề nghị tương lai đông châu tất nhiên sẽ có càng nhiều cùng bình an ninh mạnh tiểu trong mắt lộ ra hồn nhiên ánh mắt nhiều hơn mấy phần chờ đợi vui vẻ quơ nắm đấm hắc hắc ai không đồng ý ta liền thu thập ai mà nàng không có chú ý tới chính là lãnh dược xuyên cùng đoan một hiến liếc nhau lộ ra vẻ tươi cười đắc ý nhan hồng vũ nhìn xem tất cả mọi người lên tiếng đồng ý trên mặt nàng nhiều hơn mấy phần khổ sở chi sắc nếu là trước đó sớm liền đề nghị làm như vậy liền tốt. Nhan Hồng Vũ thấp giọng tự nói một câu. Nếu như tất cả mọi người tuân theo mạnh tiểu ý tứ, dựa theo ý nghĩ của nàng tới làm, có mâu thuẫn phạm vi nhỏ giải quyết. Bởi như vậy, nhan gia có lẽ sẽ không bị này đại họa. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe được, nhịn không được khinh bỉ, nói ngươi không có đầu óc, ngươi còn không có đầu óc. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, ngươi còn như thế ngây thơ, đáng đời ngươi nhan gia bị diệt. Ngươi nhan hồng vũ bị lữ thiếu khanh tức giận tới mức cắn răng nàng chỉ vào xa xa mạnh tiểu nói mạnh cô nương cũng là dạng này thuyết pháp dựa theo ngươi nói như vậy nàng cũng là không có đầu óc sao không có đầu óc có thể nên được trên ngọc đỉnh phái đại sư tỷ không có đầu óc có thể trấn đến ở lại mặt sư đệ sư muội lữ thiếu khanh nhịn không được thở dài thành khẩn đối nhan hồng vũ nói đến thời điểm ăn nhiều một chút não heo đi bồi bổ đầu óc ngươi ngươi cái gì ngươi lữ thiếu khanh chỉ vào nhóm người kia nói ngươi tin hay không bọn hắn không đồng ý là không thể đi xuống cái này địa phương. Lữ Thiếu Khanh nhường nhan hồng vũ ba người giật mình, khó có thể tin nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Không thể nào. Không tin, các ngươi xem tiếp đi. Lữ Thiếu Khanh cũng không giải thích, mà là cười chuẩn bị xem kịch. Lần này thế nhưng là hồng môn yến A, hắn cũng coi như biết rõ vì sao lại tuyển tại loại này chim không thèm ý địa phương trị cái gọi là tụ hội. Tại mạnh tiểu bên này, đề nghị của nàng có người mặt ngoài đồng ý, trong lòng không biết rõ là ý tưởng gì nhưng cũng có người không nói lời nào, thờ ơ lạnh nhạt. Cũng có người cười lạnh không thôi. Ngọc đỉnh phái hẳn là cho là mình là Đông Châu lão đại rồi sao? Hẳn là về sau đều muốn nghe theo Ngọc đỉnh phái mệnh lệnh. Rốt cục, có người phát ra thanh âm bất đồng. Đám người xem xét, là Đông Châu bắt bộ một chút thế lực. Mấy cái thế lực công tử ca tập hợp một chỗ, cười lạnh không thôi. Mạnh Tiểu thấy có người không đồng ý, hừ một tiếng, làm sao? Các ngươi cảm thấy dạng này không được sao? Không đồng ý có tin ta hay không đánh các ngươi một trận xa xa lữ thiếu khanh sướng đến phát rồ rồi đối nhan hồng vũ mấy người nói nhìn xem ta nói không sai chứ mạnh cô nàng lộ ra nàng cái đuôi hồ ly đây là muốn buộc mọi người đồng ý nàng biện pháp a mềm không được liền đến cứng rắn giảo hoạt âm hiểm hèn hạ vô sĩ nhan hồng vũ sắc mặt cổ quái những này từ ngươi là dùng để hình dung chính ngươi sao nhan hồng vũ cảm thấy những lời này càng thêm phù hợp để hình dung lữ thiếu khanh Mạnh Tiểu Nhường kia mấy tên Đông Châu Bắc Bộ công tử ca bất mãn, hừ, đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau, cáo từ. Mấy người cáo từ, cấp tốc rời đi nơi này, không cho Mạnh Tiểu phản ứng cơ hội. Mạnh Tiểu thấy thế, quát to một tiếng, chớ đi. Sau một khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Mấy tên hướng dưới núi bay đi công tử ca bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, tiếp lấy mấy cổ thi thể theo dưới núi ném lên đến, trọng trọng rơi vào trước mặt mọi người. Đám người kinh hãi. Chương 394, nguyên lai là ngốc mấy tên tuổi trẻ công tử ca hai mắt trợn tròn, mang trên mặt hoảng sợ, chết không nhắm mắt. Đám người bị giật nảy mình, kinh nghi bất định. Chết đi mấy người thực lực đều là kết đăng kỳ, không thể so với người ở chỗ này trên lệch bao nhiêu. Trên đỉnh núi sương trắng quay cuồng lên, như là có thần bí yêu thú giấu ở trong sương mù trắng, nhìn chầm chầm nhìn xem đám người, nuốt sống người ta. Trên đỉnh núi, gió lớn từ đến, đám người thân thể phát lạnh. Cũng chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới biết rõ, đây là tứ phẩm đại trận triệt để vận chuyển, nơi này đã thành lồng giam ha ha. Có người cười to, tiếp theo từ trong sương mù khói trắng xuất hiện hai thân ảnh. Hai vị trung niên nam nhân mang theo cường đại khí tức xuất hiện. Thấy được người tới, không ít người sắc mặt lại thay đổi mấy phần, thấp giọng kinh hô. Ngọc đỉnh phái nhị trưởng lão hồng mạch cùng đoan một gia gia chủ đoan một thiện. Bọn hắn, bọn hắn tới đây muốn làm gì? Mấy vị kia là bị bọn hắn giết sao? Hỏng bét, giống chúng ta gặp nguy hiểm, đây là một cái bẫy. Trong lòng mọi người tràn đầy lo lắng, cảnh giác, sợ hãi cũng có. Hồng Mạch, Nguyên Anh Trung Kỳ năm tầng cảnh giới tu sĩ, Ngọc Đỉnh Phái Nhị trưởng lão, tính cách cường thế, đối bên ngoài mở rộng thái độ 10 điểm kiên quyết. Một mực hy vọng Ngọc Đỉnh Phái chủ động xuất kích, chiếm cứ càng nhiều địa bàn. Đoan Mục Thiện, Nguyên Anh sơ kỳ một tầng cảnh giới, mười mấy năm trước tấn thăng Nguyên Anh, trở thành Đoan Mục gia vị thứ hai Nguyên Anh. Đoan Mục gia có hai vị Nguyên Anh về sau, cũng bức thiết hy vọng mở rộng phạm vi thế lực của mình. Một mực cùng chung quanh thế lực ma sát không ngừng, đối bên ngoài biểu hiện được có cực mạnh xâm lược tính cùng đoan một gia lân cận một chút thế lực bị ép liên thủ đến chống lại càng ngày càng cường thịnh đoan một gia hồng mạch cùng đoan một thiện hai người lơ lửng tại trên không ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nơi này đám người ánh mắt lành lạnh như là thợ săn nhìn xem một đám sa lưới con mồi sư phụ phụ thân lãnh dược xuyên cùng đoan một hiến vượt qua đám người tiến lên mấy bước hướng về phía hai người hành lễ không tệ hồng mạch đối với mình đồ đệ gật đầu nho nhỏ khen ngợi một phen làm được rất tốt ngữ khí như là dạ kiêu phát ra thanh âm, hàng giọng khó nghe, làm cho da đầu rung lên. Mạnh tiểu thấy cảnh này, mang trên mặt nghi hoặc, hồng trưởng lão, đoan một gia chủ, các ngươi tới nơi này làm gì? Không phải đã nói rồi sao? Nơi này là chúng ta người tuổi trẻ tụ hội, các ngươi không thích hợp tới đây. Đoan một thiện cười ha ha một tiếng, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng, hắn đối hồng mạch nói, hồng huynh, ta liền không minh bạch, vì cái gì các ngươi sẽ chọn ra như thế một nha đầu tới làm các ngươi đại đệ tử. Ngươi nhìn bộ dáng của nàng, nào có là sư tỷ bộ dạng. Nàng đến bây giờ còn không minh bạch chuyện gì phát sinh. Đoan một thiện nhìn xem mạnh tiểu, mang trên mặt nhàn nhạt mỉa mai. Mạnh tiểu nghe vậy, tức giận, hướng về phía đoan một thiện vung vẫy nắm đấm, đoan một gia, ngươi đang nói cái gì? Có tin ta hay không thu thập ngươi nhi tử? Kế ngôn nhịn không được chính nhìn xem sư đệ, không đánh được lớn, đi ức hiếp nhỏ bé, có mấy phần tự mình sư đệ phong phạm. Làm gì? Làm gì? Lữ thiếu khanh chú ý tới, nhìn hầm hầm quay đầu lại, Ngươi ánh mắt chính là chuyện gì xảy ra là muốn nói ta cùng nha đầu kia đồng dạng không có đầu óc sao sự tình phát sinh đến bây giờ lữ thiếu khanh khẳng định mạnh cô nàng bị hồng mạch lợi dụng nguyên lai like cô nàng này không phải âm hiểm cũng không phải giảo hoạt mà là đơn thuần ngốc dạng này người có thể làm đại sư tỷ sao sau khi nói xong lữ thiếu khanh ánh mắt có mấy phần cổ quái nhìn xem kế ngôn kế ngôn minh bạch lữ thiếu khanh ý tứ ta cùng nàng không đồng dạng đều là do đại sư huynh đại sư tỷ nhưng kế ngôn nhưng không có mạnh tiểu ngu như vậy hồ hồ không có khả năng bị người đùa bẩn thành bộ dạng này đoan một hiến nộ ngươi đánh không lại cha ta ngươi liền muốn ức hiếp ta ta dễ khi dễ sao hắn giận quá mà cười nhịn không được mở miệng sư muội ngươi còn không hiểu chưa ngươi cho rằng tụ hội liền thật như ngươi suy nghĩ như thế sao đem tất cả triệu tập đến nơi này vài câu lời nói xuân liền có thể nhường bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời ngươi quả nhiên vẫn là hoàn toàn như trước đây ngây thơ a à. nói xong lời cuối cùng nghĩ đến tự mình phụ thân kế hoạch hắn nhịn không được cười ha ha bắt đầu nộ hết giận đi đắc ý cuồng tiếu thiệt thòi ta vẫn nghĩ để ngươi làm ta đạo lữ hiện tại xem ra ngươi còn chưa xứng ha ha lãnh dược xuyên cũng cười ha ha bắt đầu thần sắc ở giữa lại không đối mạnh tiểu tôn kính sư tỷ ngươi liền ngoan ngoãn đợi ở một bên đi mạnh tiểu mặc dù là ngây thơ nhưng không ngốc cái này một lát đã nhìn ra không thích hợp nàng phẫn nộ hết lớn một tiếng lãnh dược xuyên ngươi thế mà lợi dụng ta ha ha ngươi cho rằng ta những năm này đối ngươi tất cung tất kính là vì cái gì lãnh dược xuyên cũng đắc ý huyền diệu ngươi cho rằng ta nguyện ý đi theo bên cạnh ngươi động một chút lại bị ngươi giáo huấn hết thảy hết thảy cũng là vì hôm nay a à. lãnh dược xuyên cùng đoan một hiến cười lên ha hả trong thanh âm đầy đắc ý hai vị nguyên anh đều tới nơi này thế cục đều đã bị trưởng khống kế hoạch hết thảy thuận lợi vừa nghĩ tới kế hoạch thuận lợi về sau hai người tương lai địa vị hai người càng là nghĩ nhảy điệu nhảy hát vang một khúc đến phát tiết hưng phấn trong lòng vẻ kích động. Nhìn thấy hai người cùng vọng không đem tự mình để vào mắt, mạnh tiểu đỏ mắt. Như là một cái bị chọc giận hổ cái già, một đầu tóc ngắn trên đầu toát ra từng tia từng tia khói trắng. Ghê tẩm gia hỏa, đi chết đi. Phẫn nộ mạnh tiểu không nói hai lời, hướng phía lãnh dược xuyên cùng đoan một hiến phát khởi tiếng công. Lãnh dược xuyên cười ha ha một tiếng, tốt, vừa vặn, ta hiện tại để giáo huấn giáo huấn ngươi. Giáo huấn ta. Mạnh tiểu giận quá, ngươi chỉ là kết đang sáu tầng, lấy cái gì để giáo huấn ta? Hai người các ngươi cùng một chỗ chịu chết đi, ta hôm nay liền đại biểu sư môn thanh lý môn hộ. Vừa nghĩ tới mình bị lãnh dược xuyên lừa, mạnh tiểu trong lòng sát ý từ từ ra bên ngoài mạo. Đoan một huynh, ngươi đi xuống trước, để cho ta hảo hảo giáo huấn nàng, nhường nàng biết rõ, ai mới là ngọc đỉnh phái lão đại. Lãnh dược xuyên trên mặt nhiều hơn mấy phần lãnh ý, hét lớn một tiếng qua đi, một cổ cường đại linh lực mãnh liệt mà ra, cùng mạnh tiểu hung hăng đối đầu. Bành, một tiếng vang thật lớn để cho người ta khiếp sợ là kết đang bảy tầng mạnh tiểu thế mà không địch lại kết đang sáu tầng lãnh dược xuyên vội vàng không kịp chuẩn bị mạnh tiểu bị một cổ đại lực đánh bay sau khi hạ xuống mạnh tiểu một ngụm tiên huyết phun ra mạnh tiểu chấn kinh tràn đầy khó có thể tin ngươi ngươi thế mà đã là kết đang bảy tầng ngươi một mực tại ẩn giấu đi thực lực nàng tuyệt đối không nghĩ tới một mực đi theo bên cạnh mình lãnh dược xuyên thế mà ẩn giấu đi thực lực ha ha lãnh dược xuyên càng cao hứng hơn cười đến càng thêm càng rỡ đắc ý hắn như là một cái đùa bẩn mèo con chuột, không nghĩ tới A. À. Thật sự cho rằng ta không bằng ngươi. Hết thảy đều là trang cất nhìn xong. Hừ. Mạnh tiểu phẫn nộ thiếu đi mấy phần, ánh mắt bên trong lại nhiều hơn mấy phần hàng ý, xem ra, hôm nay không phải để ngươi biết rõ ta cái gì gọi là đại sư tỷ. Lại đến. Mạnh tiểu hét lớn một tiếng, lần nữa xuất thủ. Lãnh dược xuyên cười lạnh không thôi, không biết tự lượng sức mình. Lại là một tiếng vang thật lớn, nhưng mà lần này bay rớt ra ngoài lại là lãnh dược xuyên ngươi, ngươi cũng che giấu thực lực. Lãnh dược xuyên thanh âm tràn ngập chấn kinh. Chương 395, chân chính ý đồ. Mạnh tiểu hừ một tiếng, quơ đầu, có mấy phần đắc ý, liền cho phép ngươi ẩn giấu thực lực, không cho phép ta ẩn giấu thực lực. May mắn ta che giấu thực lực, nếu không sẽ bị ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ cho đạt được. Lãnh dược xuyên vừa tức vừa gấp, vốn cho là mình che giấu thực lực, sẽ trở thành một lá vương bài, có thể cho mạnh tiểu một bài học. Không ngờ mạnh tiểu cũng che giấu thực lực, ngược lại cho hắn một kinh hỉ đáng chết lãnh dược xuyên không tin phẫn độ lần nữa xuất thủ bất quá cảnh giới trên lệch nhường hắn không cách nào đánh thắng được mạnh tiểu rất nhanh liền bị mạnh tiểu áp chế mắt thấy sắp lạc bại không địch nổi thời điểm hồng mạch mở miệng được rồi dừng tay đi thanh âm nhàn nhạt lại như là thánh chỉ rơi xuống mạnh tiểu đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết không địch lại lãnh dược xuyên hồng trưởng lão ngươi mạnh tiểu khó có thể tin thân là ngọc đỉnh phái nhị trưởng lão hồng mạch thế mà lại đối nàng xuất thủ hồng mạch chấp hai tay sau lưng biểu lộ lạnh lùng hừ một tiếng sư điệp ngươi đừng trách ta hồng trưởng lão đoan một gia chủ cái này thời điểm đông châu thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ nhất nhân khoái hằng đứng ra hắn khí tức trầm ổn ung dung không vội các ngươi ngọc đỉnh phái sự tình nhóm chúng ta không muốn tham dự cáo từ đúng vậy a à, nhóm chúng ta không tham dự cáo từ đi đi mau những người khác mặc dù rất hiếu kỳ rốt cuộc muốn chuyện gì phát sinh nhưng thân là tu sĩ nhạy cảm làm cho bọn hắn phát giác được nguy hiểm trong lòng có một thanh âm nói cho bọn hắn, nhưng bọn hắn tranh thủ thời gian rời đi nơi này. Ha ha! Đoan một thiện cười lạnh không thôi, các ngươi muốn đi. Trễ! Hắn vung tay lên, chung quanh màu trắng mây mù lần nữa kịch liệt cuồn cuộn, như là có sinh mệnh, tụ long mà tới. Cường đại bóng mờ bao phủ tại mỗi người trên thân. Cho dù là khoái hằng cũng không nhịn được biến sắc, hẳn là lần này tai kiếp khó thoát. Làm đông châu đệ nhất nhân, hắn lần nữa đứng ra, quát, hồng trưởng lão, đoan một gia chủ, hẳn là ngươi muốn đối chúng ta động thủ. Liền không sợ phạm vào chúng nộ sao? Đoan một thiện lắc đầu, ngươi cho rằng đại trận này là làm cái gì? Đại trận cũng không phải đối với các ngươi nói tới tam phẩm, mà là tứ phẩm trận pháp, phong hồn trọc linh trận. Đám người nghe xong là tứ phẩm đại trận, sắc mặt lần nữa đại biến. Nương tựa theo bọn hắn thực lực, muốn phá giải tứ phẩm đại trận, là người si nói mộng lời nói. Các ngươi muốn làm gì? Có người quát lớn, hẳn là muốn đem nhóm chúng ta toàn bộ giết sao? càng rỡ đắc ý đoan một hiến cười ha ha, nói thẳng ra mục đích của bọn hắn, không sai, giết các ngươi. Đám người xôn xao, Ngọc Đỉnh phái cùng đoan một gia điên rồi sao? Lần này lại tới đây đám công tử ca, không có một trăm cũng có mấy chục, đại biểu cho mười mấy cái thế lực. Cơ hồ hàm cái toàn bộ Đông Châu. Bọn hắn chết ở chỗ này, tất nhiên sẽ trêu chọc phía sau bọn họ thế lực điên cùng trả thù. Ngọc Đỉnh phái cùng đoan một gia có thể thừa nhận được Đông Châu lửa giận sao? Mạnh tiểu vừa sợ vừa giận, hồng trưởng lão, ngươi muốn làm gì? làm gì? Hồng Mạch vẫn như cũ là bộ kia tư thái, cao cao tại thượng, nhìn xuống đám người, Ngọc Đỉnh phái hòa bình quá lâu, đã đã mất đi tiếng thủ tâm. Rõ ràng có thể tiến thêm một bước, lại bởi vì hèn yếu trưởng môn, hèn yếu đệ tử mà trì trệ không tiến. Ta hiện tại là phải dùng đám người tiên huyết đến tỉnh lại môn nhân đệ tử huyết tính, nhưng bọn hắn biết rõ nơi này là Đông Châu, không phải cái khác địa phương. Hồng Mạch nói nói, trong lòng kích động lên, sát khí tràn ngập, nhưng trong lòng mọi người phát lạnh. Hồng Mạch một mực chủ trương Ngọc Đỉnh tiệc tùng bên ngoài khuếch trương, mở rộng địa bàn, tăng cường thực lực. Nhưng Ngọc Đỉnh phái một mực không có làm như vậy, mà là cố thủ tự mình địa bàn, không có đối bên ngoài khuếch trương. Có được hóa thần tồn tại Ngọc Đỉnh phái, không chủ động đối bên ngoài khuếch trương, cũng làm cho rất nhiều thế lực trong lòng hảo cảm. Đặc biệt là chung quanh thế lực, càng là hận không thể cho Ngọc Đỉnh phái ban phát người tốt giấy khen. Mạnh Tiểu biết rõ Hồng Mạch dự định về sau, nàng khuôn mặt nhỏ tức giận đến đỏ bừng, hướng về phía lãnh dược xuyên cả giận nói, gây tẩm gia hỏa, thế mà gạt ta đem tất cả tụ tập tới đây nói cái gì muốn hòa bình chung sống nguyên lai like đều là ngươi âm mưu lãnh dược xuyên cười ha ha nói ngươi ngây thơ không nghĩ tới ngươi thật đúng là như thế ngây thơ mạnh tiểu tức giận đến nắm đấm nắm chặt hận không thể xông đi lên đánh đập lãnh dược xuyên nhưng là có hồng mạch tại nhìn chằm chằm nàng không dám loạn động nàng hướng về phía hồng mạch nói ngươi chờ ta nhất định sẽ nói cho sư phụ hồng mạch coi nhẹ cười lạnh một tiếng lười nhắc trả lời loại này nói nhảm vấn đề đắc ý lãnh dược xuyên nói Ngọc Đỉnh Phái đại sư tỷ ở chỗ này cũng thảm tao độc thủ, Ngọc Đỉnh Phái cũng có lý do đi tìm người báo thù A. Giết nhóm chúng ta, thật sự cho rằng có thể giấu giếm được. Khoái Hằng không có e ngại, ngược lại đứng ở mạnh tiểu bên người, nhóm chúng ta cho dù là không địch lại, cũng sẽ không ngồi chờ chết. Hồng Mạch cười ha ha, vung tay lên, một cổ thi thể xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ở bên cạnh một mực khẩn trương nhìn giả tôn nhịn không được kinh hô, khang trưởng lão. Rơi vào trước mặt mọi người thi thể, rõ ràng là giả gia trưởng lão, khang bằng huyên, bất quá hắn hiện tại đã thành một cổ thi thể. Đám người ánh mắt xuống trên người giả tôn. Hồng mạch tâm tình thật tốt, hắn không ngại cho đám người giải thích thêm một phen, giả gia ngày càng càng rỡ, giả tâm bừng bừng, ý đồ chiếm lấy Đông Châu. Phái ra trưởng lão âm thầm chui vào cho phép thành, trắng trợn tàn sát ngay tại tụ hội các ngươi, liên đới nhóm chúng ta ngọc đỉnh phái đại sư tỷ cũng mệnh tan tại đây. Ta cùng đoan một huynh kịp thời đuổi tới, hợp lực đánh chết giả gia trưởng lão, lại không cách nào cứu đông đảo tuổi nhỏ tài tuấn giả tôn này lại đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, hồng mạch có ý tứ là muốn bắt giả gia tới làm kẻ cầm đầu, nhưng giả gia cổng hát qua. Đến thời điểm giả gia trở thành mục tiêu công kích, đối mặt đông đảo thế lực thảo phạt, giả gia lợi hại hơn nữa cũng gánh không được. Giả tôn vừa nghĩ tới loại kia đáng sợ tràn cảnh, chân của hắn mềm nhũng, hắn giống điên rồ, hướng về phía hồng mạch gầm thét, vì cái gì? Nhóm chúng ta giả gia đắc tội ngươi sao? Hồng mạch cười ha ha, ta chán ghét nhà giàu mới nổi, ai bảo các ngươi giả gia có tiền? lại nói, vừa vặn gặp được các ngươi giả gia trưởng lão, chỉ có thể ủy khuất các ngươi. Giả tôn mồ hôi lạnh ứa ra, thiên đạo tại bọn hắn giả gia mộ tổ trên đi ị sao? Thế mà không may đến cái này tình trạng. Lãnh dược xuyên hắc hắc cười không ngừng, ánh mắt xuống trên người lữ thiếu khanh, tiểu tử, chờ sau đó ta sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi, để ngươi hối hận treo chọc ta. Lãnh dược xuyên đối lữ thiếu khanh hận ý vượt qua giả tôn, trước mặt mọi người nhường hắn xuống đài không được, còn vọng tưởng nhường hắn nói xin lỗi. Chỉ là điểm này, lãnh dược xuyên liền thề muốn đem lữ thiếu khanh chém thành muôn mảnh lữ thiếu khanh không chút thách khí hướng về phía lãnh dược xuyên mắng to quỷ hẹp hòi liền chưa thấy qua ngươi như thế nam nhân nhỏ mọn ngươi còn có phải là nam nhân hay không đem lãnh dược xuyên mắng toàn thân phát trung về sau lại đi đối mạnh tiểu nói mạnh cô nàng ngươi xem đi ta đều nói cái này tiểu tử dáng dấp tặc mi thử nhãn xem xét liền biết không phải là người tốt lành gì hiện tại ngươi tin chưa chương 396, tuấn nam nói lời không ai tin mạnh tiểu sắc mặt hỏng bét tròn vo mặt hiện lên đang trở nên tức giận khuôn mặt. Nàng cắn răng, khó chịu quát, mắt mớ gì tới ngươi, ngươi trước chú ý tốt chính ngươi lại nói. Mạnh tiểu tâm tình cũng rất tồi tệ. Nàng bị lãnh dược xuyên lợi dụng, đem những này cùng thế hệ người triệu tập đến nơi này, cho hồng mạch cùng đoan một thiện cơ hội tận diệt. Hồng mạch bọn hắn là thủ phạm chính, nàng mặc dù bị lợi dụng, nhưng cũng chạy không thoát quan hệ, thành đồng lõa, hại mọi người. Trong nội tâm nàng tràn đầy ấy nấy. Nàng đối đứng tại bên người khoái hàng nói, khoái công tử, là ta hại các ngươi. Khoái hằng khẽ giật mình, không nghĩ tới mạnh tiểu thế mà lại xin lỗi. Hắn lộ ra cười khổ, lắc đầu, nói, không sao, cái này cũng không trách ngươi. Khoái hằng khí độ độ lượng rộng rãi, không hổ là đông châu đệ nhất nhân. Hắn biết rõ hồng mạch bọn hắn là lợi dụng mạnh tiểu, lợi dụng mọi người đối mạnh tiểu tín nhiệm. Bất quá cũng không ai nghĩ được hồng mạch sẽ có như thế phát rồ kế hoạch. Đối mặt hiện tại loại kết quả này, cho dù hắn là thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ nhất nhân, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp trước thực lực tuyệt đối bất kỳ quá kế sách mưu lược đều vô dụng nguyên anh cùng kết đang chênh lệch quá xa bọn hắn những người này cho dù liên thủ cũng không phải là hồng mạch cùng đoan một thiện đối thủ mạnh tiểu cắn răng đợi chút nữa nếu như đánh nhau ta sẽ liều chết ngăn chặn bọn hắn khoái công tử nhờ ngươi tận lực mang theo bọn hắn chạy đi đây là mạnh tiểu có thể nghĩ tới tốt nhất một cái biện pháp vì ngọc đỉnh phái nàng cũng định nỗ lực tính mạng của mình đến tha tội khoái hằng trong lòng nỗi lòng tôn kính đây mới là ngọc đỉnh phái đại sư tỷ nên có bộ dạng nhưng mà cái này thời điểm bỗng nhiên có một thanh âm vang lên, ngây thơ, tứ phẩm đại trận, các ngươi có thể xông đến ra ngoài sao? Thanh âm quể oải, là như thế không đúng lúc, là như thế để cho người ta cảm thấy ghê tởm. Mạnh tiểu bên này trong lòng tràn ngập bi tráng, quyết định chịu chết đánh cược một lần, kết quả thanh âm này xuất hiện, nhưng trong nội tâm nàng nhiều hơn mấy phần cơn giận dữ. Nàng quay đầu nhìn lại, là cái kia mặt lam sam gia hỏa. Mắt mớ gì tới ngươi? Mạnh tiểu tức giận, lại tới đây, gặp được cái này gia hỏa về sau, hết thảy tự hồ cũng trở nên không tốt bắt đầu nàng thở vì phò chỉ vào lãnh dược xuyên đối lữ thiếu khanh nói ngươi tự cầu nhiều phút đi không sai tiểu tử ngươi chuẩn bị chịu chết đi lãnh dược xuyên cười lạnh không thôi nhìn xem lữ thiếu khanh tự hồ đang suy nghĩ cái gì từ nơi nào ra tay lữ thiếu khanh nhìn cũng không nhìn lãnh dược xuyên hiển thị rõ khinh miệt chi ý hắn phát hiện tại hiện tại là một cái tuyệt hảo cơ hội hắn đối mạnh tiểu nói như vậy đi mạnh cô nàng ta giúp ngươi giải quyết chuyện nơi đây ngươi đáp ứng ta một việc như thế nào? Ngươi! Lữ Thiếu Khanh lời này vừa nói ra, đám người muốn cười, âm thầm lắc đầu, nói hết khoác lác. Nơi này có hai cái nguyên anh tại, ngươi giải quyết như thế nào? Dựa vào ngươi cái kia có thể tức chết người miệng sao? Sợ không phải cũng bị người một bàn tay chụp chết đi. Lãnh Dược Xuyên cùng đoan một hiến tự hồ nghe đến chuyện cười lớn, ha ha, tiểu tử, ngươi biết rõ ngươi đang nói cái gì sao? Không có người coi trọng Lữ Thiếu Khanh, càng thêm không ai sẽ để mắt Lữ Thiếu Khanh. Tuổi trẻ, hơn nữa còn là giả tôn thị vệ lại có thể có bao nhiêu lợi hại mạnh tiểu lắc đầu cái này gia hỏa xem ra cũng chỉ là sẽ nói khoác lác mà thôi sẽ chỉ khoác lác khoái hằng thậm chí xem đều chẳng muốn nhìn nhiều lữ thiếu khanh một cái ba hoa chích chòe gia hỏa hắn gặp qua nhiều nhìn thấy mạnh tiểu nhìn cũng không nhìn tự mình lữ thiếu khanh phiền muộn hắn sờ lên cái mũi hỏi kế ngôn hắn a à, ta giống lừa đảo sao như thế tuấn nam nói lời không ai tin kế ngôn không nói lời nào mà là đứng dậy không ít người nhịn không được ồ lên một tiếng. Vừa rồi kế ngôn chơi ẩn thân, rất nhiều người không có chú ý tới kế ngôn tồn tại. Nhìn thấy kế ngôn tuấn giật bất phàm, áo trắng tung bay, khí chất xuất chúng, so ở đây bất cứ người nào khí chất đều tốt hơn. Cho dù là khoái hằng, cũng cảm giác được tự mình không bằng kế ngôn. Kế ngôn ánh mắt lạnh nhạt, biểu lộ lạnh lùng, đứng ra lại cho đám người một loại ảo giác, tự hồ một thanh lợi kiếm sắp ra khỏi vỏ. Cho dù là hồng mạch cùng đoan một thiện cũng không nhịn được nhìn nhiều kế ngôn vài lần, không khác, khí chất quá mức xuất chúng. Chỉ là xem kế ngôn bộ dạng liền biết rõ kế ngôn bất phàm. Tại mọi người nhìn chăm chú, kế ngôn phía sau vô khâu kiếm vang lên. Ông! Hàng quan bắn ra bốn phía, phi kiếm ra khỏi vỏ, rơi vào kế ngôn trong tay. Tiếp lấy một cổ lăng lệ khí tức từ trên thân kế ngôn bộc phát, như trên trời mặt trời, phát ra chói mắt nhất hào quang chói mắt, làm cho người không dám nhìn thẳng. Tất cả mọi người chấn kinh, khó có thể tin nhìn qua kế ngôn. Cái này, cái này. Hắn, hắn là Nguyên Anh trẻ tuổi như vậy nguyên anh đem bọn hắn cũng trấn trụ hồng mạch cùng đoan một thiện cũng lộ ra kinh ngạc không nghĩ tới ở chỗ này thế mà ẩn giấu đi một tên nguyên anh đại năng tốt tốt hồng mạch nhìn xem kế ngôn sắc ý ấp ủ ngươi hẳn không phải là giả gia người a giống như ngươi tuổi trẻ nguyên anh không có khả năng đi làm giả gia trưởng lão kế ngôn xông lên trời đánh với ta một trận hồng mạch cảm nhận được khóa chặt trên người mình khí thế cười khẩy không biết tự lượng sức mình hắn có tư cách nói lời này kế ngôn bạo phát đi ra khí tức mặc dù cường hãn nhưng ở hắn cái này nguyên anh trung kỳ năm tầng cảnh giới người xem ra không chịu nổi một kích cũng liền kế ngôn tuổi tác nhường hắn kinh ngạc một cái mà thôi không cần lên đi ở chỗ này ta liền có thể thu thập ngươi hồng mạch hướng về phía kế ngôn vung ra một chưởng ở chỗ này tất cả mọi người bỗng cảm giác hô hấp khó khăn lực lượng cường đại nhường bọn hắn hoảng sợ không thôi tại của lực lượng này trước mặt bọn hắn điểm này thực lực như là con kiến nhỏ bé không hề có tác dụng hồng mạch mỉm cười không thôi hắn đối với mình một chưởng này tràn ngập lòng tin hắn tin tưởng kế ngôn tuyệt không phải là đối thủ của hắn nhưng mà sau một khắc một vòng kiếm quang sáng lên đau nhói hồng mạch con mắt hồng mạch vội vàng đưa tay ngăn cản phúc mang theo phong mang kiếm ý kiến quang nhẹ nhõm phá vỡ hồng mạch hộ thể linh khí tại hắn trên bàn tay lưu lại một vết máu đỏ sẫm hồng mạch khó có thể tin chính nhìn xem thủ trưởng cắt ngang mà qua vết thương máu me đầm đìa thân là ngọc đỉnh phái nhị trưởng lão nguyên anh trung kỳ tồn tại hắn không nhớ nổi mình đã bao lâu không bị đã thương. Hôm nay tại trước mắt bao người, bị một người trẻ tuổi đã thương. Cứ việc đối phương cũng là Nguyên Anh, nhưng Hồng Mạch vẫn như cũ cảm thấy mình bị thật sâu nhục nhã. Ngươi, đáng chết. Hồng Mạch gầm thét, thanh âm như cùng đi từ địa ngục ác ma, làm cho người không rét mà run. Cái ngôn mặt không thay đổi nhìn xem Hồng Mạch, để cho ta kiến thức một cái thực lực của ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Sau đó như là tiên nhân đồng dạng sông lên trời, Nguyên Anh chiến đấu quá lợi hại, ở chỗ này triệt để đánh nhau, ở đây không có mấy người có thế thừa nhận được. Hồng Mạch đối đoan một thiện nói, ta đi một chút liền quay về, ngươi xử lý tốt chuyện nơi đây. Lữ Thiếu Khanh đối kế ngôn hô hào, xem chừng đừng bị hắn giết chết. Chương 397, thực lực như vậy cũng dám là nhị sư huynh. Kế ngôn chỉ là tầng hai cảnh giới, Hồng Mạch là năm tầng cảnh giới, đối kế ngôn tới nói là một cái cường đại đối thủ. Lữ Thiếu Khanh lời nói này một điểm mau bệnh cũng không có. Nhưng là, nhan hồng vũ nhịn không được chữa bậy một câu, công tử cảnh công tử xuất chiến người tốt xấu nói điểm lời hữu ích a à. nàng nhìn trên trời đã khép lại sương trắng che giấu đại trận tự hồ muốn nhìn đi ra bên ngoài nhìn thấy kế ngôn nàng có vẻ không gì sánh được lo lắng hồng mạch đại danh đỉnh đỉnh vi danh lan xa cũng không phải tất kiển cùng đạm đài trung chi lưu có thể so sánh kế ngôn tại cái này thời điểm đứng ra đây là tại giúp lữ thiếu khanh chỗ dựa dùng hành động nói cho mạnh tiểu lữ thiếu khanh cũng không phải là chiến miệng hạng người sư huynh của người đối ngươi tốt như vậy ngươi làm gì cũng phải lo lắng một cái đi. Kết quả là nói dạng này ủ rũ, sư huynh của ngươi yêu thương ngươi. Ngươi biết cái gì? Lữ thiếu khanh không thèm đế ý nhan hồng vũ chửi bậy, hắn chậm rãi đi vào mạnh tiểu trước mặt, nhìn xem thêm ngẩng đầu lên trên kim hai cái viên thuốc mới đến tự mình cái mũi mạnh tiểu, cười tủng tỉm hỏi nàng, như thế nào, lời ta nói, ngươi tin không? Ta có năng lực giải quyết chuyện nơi đây. Mạnh tiểu này lại còn tại kinh nghi bất định, không nghĩ tới ở chỗ này thế mà lại đột nhiên đứng ra một cái nguyên anh đến, khiến người ta cảm thấy như cùng ở tại nằm mơ. Mạnh tiểu đần độn nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, giờ khắc này, Lữ Thiếu Khanh ở trong mắt nàng như là toàn thân tản ra kim quan chúa cứu thế đồng dạng. Ngươi, ngươi là ai? Liền liền khoái hằng cũng vẽn tai, rất muốn biết rõ Lữ Thiếu Khanh thân phận. Tại Đông Châu, có so với hắn còn ngư bức người trẻ tuổi sao? Ngươi không cần phải để ý đến ta là người như thế nào, ngươi chỉ cần biết rõ ta là chính nghĩa chi sĩ, không nhìn nổi có người ức hiếp nhỏ yếu. Ta ghét nhất chính là cậy già lên mặt ức hiếp người khác gia hỏa như thế nào, đáp ứng sao? Mạnh tiểu cắn răng, đến cái này tình trạng, cũng không có cái gì tốt lo lắng. Nàng đáp ứng, tốt, chỉ cần ngươi giúp ta giải quyết lần này sự tình, đừng nói một sự kiện, liền xem như 10 cái sự tình, ta cũng đáp ứng. Được. Lữ thiếu khanh gật đầu, sau đó đối mạnh tiểu nói, ngươi lấy đạo tâm phát cái thề đi. Bịch. Đám người theo danh vọng đi, xem áo giả tôn, nhan hồng vũ, nhan hồng tân ba người ngã trái ngã phải, một mặt sinh không thể luyến biểu lộ. Ba người kém chút hỏng mất ha ha. Lãnh dược suy nhịn không được cười to, vạn phần kinh bỉ lữ thiếu khanh loại hành vi này. Tính toán chi ly, như thế bụng nhỏ lượng người hay là lần thứ nhất gặp. Mạnh tiểu cũng là như thế, nháy mắt mấy cái, có chút ngạc nhiên nhìn qua lữ thiếu khanh. Nhanh lên đi, ta đuổi thời gian. Lữ thiếu khanh đã trên sự thúc giục. Tốt. Mạnh tiểu cũng không thèm đếm xỉa, rất nhanh liền lập xuống lời thề. Hắc hắc. Lữ thiếu khanh hết sức hài lòng, hướng về phía còn trên thiên cười lạnh đoan một thiện nói, cười cộng lông, xuống tới chịu chết đi. Lời trẻ con thư nhi cũng dám giỏng dạc. Sau đó hắn đối với mình nhi tử quát, đi, giết hắn. Ta đến. Lãnh dược xuyên ngăn cản đoan một hiến, đoan một huynh, để cho ta tới thu dọn hắn. Các ngươi cùng lên đi. Lữ thiếu khanh tiến lên mấy bước, ta đuổi thời gian. Đi chết đi. Lãnh dược xuyên gầm thét, hai tay bột phát ra quang mang mãnh liệt, linh lực mãnh liệt, hung ác cùng bạo hướng phía lữ thiếu khanh dũng mãnh lao tới. Hắn không mò ra lữ thiếu khanh thực lực, vừa ra tay liền dùng tới tám thành thực lực. Một thời gian, bằng phản đỉnh núi thượng linh lực hỗn loạn, thực lực thấp đám người từng bước lui lại, tận khả năng để cho mình cách khá xa một điểm. Đối mặt lãnh dược xuyên tiến công, Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh không thôi, không có bất kỳ động tác. Không ít người thấy thế, âm thầm lắc đầu. Kinh thường, hắn coi là lãnh dược xuyên là ai? Cho dù là kết đan 8 tầng, chín tầng người cũng không dám kinh thị hắn a. À. Nhưng lãnh dược xuyên trước xuất thủ, tiên cơ mất hết, coi như hắn là kết đan chín tầng cũng phải ăn được chút khổ sở. Nói không chừng trực tiếp bị thua đâu. Tự cao tự đại, còn tưởng rằng có bao nhiêu bản sự. Không có người xem trọng Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh so lãnh dược xuyên tuổi trẻ nhiều lắm, Lữ Thiếu Khanh từ đầu tới đuôi cũng không có biểu hiện ra để cho người ta hai mắt tỏa sáng thực lực. Lãnh dược xuyên nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh kinh thường, không xuất thủ, cười lạnh không thôi, tự đại gia hỏa, đi chết đi cho ta. Tại vạn chúng chú một bên trong, lãnh dược xuyên công kích trắng trắng chắc chắc đem Lữ Thiếu Khanh bao phủ, cường đại linh lực như là vô số đôi quỷ trảo gào thét lên thét chói tai vang lên muốn đem lữ thiếu khanh xé thành đầy trời mảnh vỡ kết thúc khoái hằng cũng không nhịn được thở dài ba hoa chíp chòe gia hỏa nhưng mà sau một khắc khoái hằng ngây dại những người khác càng là lên tiếng kinh hô làm sao có thể giả dạ a à? ta là đang nằm mơ sao tại mọi người khó có thể tin trong ánh mắt lữ thiếu khanh ngạo nghễ đứng thẳng đứng tại chỗ trên thân không có bất luận cái gì thụ thương dấu hiệu một thân lam sam có mấy phần nho nhã, lại phối hợp Lữ Thiếu Khanh kinh miệt lạnh nhạt mỉm cười, đám người một lần nghĩ lầm Lữ Thiếu Khanh là một cái nho nhã lễ độ thiếu niên công tử. Lãnh Dược Xuyên cũng ngây dại, hắn không thể tin được, hắn thậm chí cúi đầu chính nhìn xem hai tay. Mới vừa rồi không có phát lực sao? Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng phủi phủi quần áo, kinh bỉ nói, thật phế a. À. Ngươi dạng này thực lực cũng dám là nhị sư huynh. Muốn mặt không? Nhị sư huynh giới không có ngươi dạng này sỉ nhục. Kinh miệt thái độ, co nhẹ lời nói nhường lãnh dược xuyên cảm nhận được một cổ trước nay chưa từng có sỉ nhục. Đi chết, đi chết. Lãnh dược xuyên triệt để phẫn nộ, lý trí bị lửa giận thôn vệ, lần nữa phát động công kích. Lần này, hắn không giữ lại chút nào, toàn lực bộc phát. Lữ thiếu khanh động. Mặt quân kiếm xuất hiện tại trong tay, hướng về phía lãnh dược xuyên không nói hai lời một kiếm đánh xuống. Lãnh dược xuyên công kích như một trận gió, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh hắn lần này thậm chí liền lữ thiếu khanh góc áo cũng không có đụng phải liền bị lữ thiếu khanh kiếm quan trúng đích lãnh dược xuyên cái này thời điểm mới phát hiện hắn sai không hợp thói thường cường đại trong kiếm quan tràn đầy hắn không cách nào chống lại lực lượng một cổ kinh cũng nóng bỏng cùng bạo kiếm ý như vô tận thực nhân ngư chen chút mà tới tiến vào trong cơ thể của hắn thức hải nội đan kinh mạch tất cả đều đụng phải phá hư chỉ là trong nháy mắt hắn đang điền bị hủy nội đan vỡ nát thức hải sụp đổ thành một tên phế nhân cuối cùng tính cả linh hồn của hắn cũng tại trong kiếm ý tiêu tán. Kiếm quan qua đi, lãnh dược suy ngơ ngác đứng ở tại chỗ, một đạo vết máu theo hắn cái trán lan tràn đến dưới chân. Hắn sinh cơ đã biến mất, khí tức đoạn tuyệt, linh hồn tiêu tán. Chỉ là một kiếm, liền nhường hắn chia tay cái thế giới này, liền đầu thai trùng sinh cơ hội cũng không có. Kiên quyết quả quyết thủ đoạn, nhưng không ít người hít một hơi lãnh khí, không thể tin được đây là sự thật. Chỉ là một cái hô hấp người liền không có. Đây là thực lực gì? nhìn xem lữ thiếu khanh ánh mắt mang tới kính sợ không kịp cứu viện đoan một thiện nhìn chằm chằm lữ thiếu khanh kinh nghi bất định người cũng là nguyên anh đám người lần nữa bị kinh sợ chương 398, một kiếm diệt chi đám người không thể tin được vừa rồi kế ngôn là nguyên anh mọi người cảm thấy không hề có một chút vấn đề khí thế khí chất bày ở chỗ ấy không phải nguyên anh không có thiên lý nhưng là lữ thiếu khanh đâu đám người rất khó đem hắn cùng nguyên anh liên hệ tới không có bất kỳ một cái nào Nguyên Anh sẽ giống Lữ Thiếu Khanh như vậy đi. Nào có một điểm cao thủ khí chất? Vô lại khí chất ngược lại nhiều hơn mấy phần. Dạng này người đều là Nguyên Anh, còn có hay không thiên lý? Không sai, ta chính là Nguyên Anh, đầu hàng đi. Lữ Thiếu Khanh phách lối bắt đầu, hướng về phía Đoan một Thiện nói, tranh thủ thời gian tự sát, ta đuổi thời gian. Đoan một Thiện kinh nghi bất định, Lữ Thiếu Khanh khí tức không có triệt để bộc phát, nhưng Đoan Mộc Thiện rất khó phán đoán Lữ Thiếu Khanh chân chính thực lực nhưng có thể một kiếm liền diệt lãnh dược xuyên, không phải nguyên anh làm không được. Đoan một Thiện trong lòng đề cao mấy phần cảnh giác, hắn lạnh lùng nói, Ức Hiếp tiểu bối, tính là gì anh hùng. Đồng thời tranh thủ thời gian nhìn chầm chầm con của mình, làm xong bất cứ lúc nào xuất thủ chuẩn bị. Lữ Thiếu Khanh có thể một kiếm diệt lãnh dược xuyên, tự nhiên cũng có thể giết hắn nhi tử. Đúng vậy a, à, Ức Hiếp loại tiểu nhân vật này không có gì cảm giác thành tựu, nhưng là, nói, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt đột nhiên trở nên tàn nhẫn bắt đầu, rất thoải mái a. À đồng thời hướng về phía đoan một hiến xuất thủ, lại là một kiếm triều lấy đoan một hiến đánh tới. Đoan một hiến sợ tè ra quần. Kết đang bảy tầng lãnh dược xuyên bị một kiếm diệt, hắn cái này kết đang năm tầng người như thế nào ngăn cản được. Nhưng ngăn cản không nổi cũng cấp thấp, thấp, hắn hoảng sợ kêu to, một bên về sau rút lui, một bên không muốn mạng xuất ra pháp khí, linh phù các loại đồ vật để ngăn cản lấy lữ thiếu khanh một kiếm này. Kiếm quan đánh tới, đoan một hiến liều mạng thúc dục linh lực trong cơ thể, tại tử vong trước mặt, đoan một hiến cảm thấy mình tuyệt đối là vượt xa bình thường phát triển nhưng mà trong tưởng tượng đau đớn cũng không có đánh tới thậm chí không có bao nhiêu lớn động tĩnh đoan một hiến tập trung nhìn vào phát hiện tự mình không có bất cứ chuyện gì ta ta đỡ được công kích của hắn sao đoan một hiến trong lòng cuồng hỉ hẳn là còn không có đợi đến đoan một hiến nghĩ đến là cái gì nguyên nhân thời điểm một tiếng hét thảm truyền đến nhường đoan một hiến sắc mặt đại biến khi là hắn phụ thân đoan một thiện thanh âm hắn ngẩng đầu nhìn lại thấy được tự mình phụ thân đoan một thiện đã lâm vào đầy trời kiếm quan bên trong kiếm quan như là cháy hừng hực màu đỏ sậm hỏa diễm che khuất bầu trời đoan một hiến không minh bạch rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chỉ có một mực tại quan chiến mọi người mới biết rõ xảy ra chuyện gì lữ thiếu khanh nhìn như hướng về phía đoan một hiến khởi xướng tiến công đoan một thiện trước tiên đến đây chặn đường nhưng chưa từng nghĩ lữ thiếu khanh mục tiêu chân chính là đoan một thiện một kiếm xẹt qua như ở trên bầu trời phùng tinh rơi xuống xẹt qua hư không hóa thành vô số hỏa diễm đem đoan một thiện trong nháy mắt thôn phệ đoan một thiện vội vàng không kịp chuẩn bị bị lữ thiếu khanh một kiếm này rắn rắn chắc chắc trúng đích bất quá cảm nhận được đoan một thiện khí tức lữ thiếu khanh nhíu mày chiêu thứ hai cũng không làm gì được hắn sao không có biện pháp chỉ có thể cho hắn lợi hại hơn một điểm nếm thử đoan một thiện bên này mới vừa ngăn cản phía dưới lữ thiếu khanh công kích vô cùng phẫn nộ hắn trống giận hèn hạ tiểu bối chết đi cho ta nổi giận đoan một thiện sử xuất tuyệt chiêu của mình đồng dạng là hỏa diễm bộc phát vô số hỏa diễm hóa thành đầy trời hỏa nha như ở trên bầu trời kim ô bay múa đầy trời, chấn nhân tâm phách. Đây là ta đắc ý chiêu thức, nhất định có thể để ngươi chết. Đoan một thiện khuôn mặt vặn vẹo, sát ý tràn ngập, nhưng bên cạnh người quan chiến không gì sánh được hoảng sợ lạnh mình. Bị lữ thiếu khanh đánh lén đắc thủ, đây là sỉ nhục, cả một đời cũng rửa sạch không rơi sỉ nhục. Nếu như nói muốn giết chết đỉnh núi bình đài nơi này tất cả mọi người là vì thực hiện tự mình giả tâm, như vậy hiện tại có thêm một cái lý do. Giết người diệt khẩu, không đồng ý cái này sỉ nhục sự kiện truyền đi. Đoan Mộc Thiện đối với mình tuyệt chiêu tràn đầy tự tin. Liền Liền con của hắn Đoan một Hiến cũng là như thế, Đoan một Hiến hô to, phụ thân, giết hắn, nhưng hắn hảo hảo nếm thử tuyệt chiêu của ngươi. Liền Liền bị ép thối lui đến biên giới mọi người vây xem cũng thất vọng nghị luận. Cái này thế nhưng là Đoan một Gia Hỏa thần quả, địa cấp đỉnh tim công pháp. Nghe nói nguyên anh hậu kỳ Đoan một gia lão tổ đã đem hắn cải thiện, đã là thiên cấp công pháp. Quả thật là đáng sợ, thiên cấp công pháp, cho dù là đại môn phái cũng không có mấy môn a hắn có thể ngăn cản được sao? Rất khó ngăn cản, tại một chiêu này trước mặt, cho dù hắn là Nguyên Anh cũng không thể không tránh đi phong mang. Mạnh tiểu khẩn trương bắt đầu, đánh không lại đoan một thiện, bọn hắn những người này đều phải chết. Nhưng hỏa thần quả nàng là biết đến, Ngọc Đỉnh Phái cùng đoan một gia quan hệ rất tốt, nàng có thể hiểu đến càng nhiều. Hỏa thần quả đã là thiên cấp công pháp, đã thoát ly địa cấp phạm trù, quy lực tiến thêm một bước. Hắn có thể chống đỡ được sao? Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, đối mặt đầy trời đột kích hỏa nha, Lữ Thiếu Khanh không chút hoang mang. Mặt quân kiếm lần nữa xuất thủ. Ly hỏa kiếm quyết thức thứ ba. Ly hỏa phần thiên. Kiếm ý phóng lên tận trời, cùng bạo kiếm ý tự hồ đem trên trời mặt trời xuyên phá, xé nát, bạo liệt. Vô số kiếm ý tràn ngập hư không bên trong, tiến tới hóa thành đầy trời thần hỏa. Phần thiên diệt địa. Tự hồ có vô tận bạch sắc hỏa diễn tại đốt cháy, hư không vạn vẹo. Đầy trời mà đến hỏa nha phát ra càng giọng kêu thảm, như là thiêu thân lao đầu vào lửa, tại liệt diễm đốt cháy hầu như không còn đây đây là cái gì đoan một thiện hoảng sợ giờ khắc này hắn triệt để cảm nhận được sợ hãi hắn quay người muốn chạy trốn lại vì lúc đã muộn đối mặt nhào tới trước mặt hỏa diễm hắn lần nữa bị thôn vệ đoan một thiện cảm giác đầu tiên liền chính là vô tận nóng bỏng như là ngã vào luyện đan thần lô chung quanh đều là vô tận nhiệt độ cao đoan một thiện biết rõ đây bất quá là ảo giác của hắn hắn ra sức ngăn cản mà ở một kiếm này trước mặt hắn phát hiện hắn bất kỳ ngăn cản đều là phí công linh khí hộ thể, pháp khí, linh phù phòng ngự, thậm chí trận pháp phòng ngự cũng ngăn cản không nổi một kiếm này. linh khí tiêu tán, pháp khí vỡ nát. tại một kiếm này trước mặt, đoan một thiện cảm giác được hắn như là một phàm nhân đối mặt với tuyết sơn sụp đổ, bất kỳ làm phép đều là phí công. cuối cùng, đoan một thiện cũng nhịn không được nữa, hét thảm một tiếng, liền bị biến mất tại lửa cháy ngập trời bên trong. mấy hơi thở về sau, một đạo lưu quan bay ra. đây là đoan một thiện nguyên anh, nguyên anh vết thương chồng chất, khí tức quẻ oải mang trên mặt vô tận hoảng sợ, muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh đã sớm làm xong chuẩn bị, đã sớm xin đợi đã lâu. Thông dài tay phải nhẹ nhõm một phát bắt được Đoan Mục Thiện Nguyên Anh. Nhìn xem như là cự nhân đồng dạng Lữ Thiếu Khanh, Đoan Mục Thiện Triệt để sợ. Hắn hướng về phía Lữ Thiếu Khanh cầu xin tha thứ, tha, tha mạng. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ lạnh lùng, như là một vị thần linh, như thế nào sẽ để ý sâu kiến cầu xin tha thứ. Thần thức như phong bạo thổi qua, Đoan Mục Thiện kêu thảm một tiếng, hai mắt đã mất đi hào quang đã mất đi ý thức nguyên anh hóa thành tinh thuần năng lượng bị đều hấp thu. Hiện tại liền xem kế ngôn, Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu đại trận, thấy được kế ngôn. Chương 399, người lão tổ là hóa thần sao? Đối thủ là nguyên anh năm tầng, mà lại xuất thân đại phái, thực lực so với đồng dạng nguyên anh mạnh. Kế ngôn cùng hồng mạch trên lệch ba cái tiểu cảnh giới. Lữ Thiếu Khanh không cho rằng sư huynh của mình có thể đánh bại hồng mạch, có thể bất phân thắng bại cũng coi như hắn lợi hại. Xem ra cần phải ngẫm lại biện pháp đi giúp hắn. Lữ Thiếu Khanh bên này nhìn lên trên trời, tứ phẩm đại trận, phòng được người khác, không phòng được hắn. Ánh mắt có thể nhìn thấy nơi xa, có thể cảm nhận được kế ngôn cùng hồng mạch chiến đấu. Mà ở chỗ này đám người lại đại khí không dám nhiều thở một cái. Cho dù là Nhan Hồng Vũ cùng Nhan Hồng Tân hai tỷ đệ cũng là như thế. Trên đường đi, bọn hắn đi theo Lữ Thiếu Khanh, được chứng kiến Lữ Thiếu Khanh thủ đoạn. Cũng biết rõ Lữ Thiếu Khanh giết chết đạm đài trung. Nhưng một kiếm diệt một vị nguyên anh, hai người bọn họ tỷ đệ còn là lần đầu tiên gặp vốn cho rằng kế ngôn một kiếm diệt từ cát đã đủ dọa người không nghĩ tới lữ thiếu khanh cũng có thể làm được dạng này tất cả mọi người không dám tùy tiện phát ra âm thanh chỉ sợ quấy nhiễu đến lữ thiếu khanh sau đó cho mình một kiếm hiện tại lữ thiếu khanh tại bọn hắn trong mắt chính là một tôn thần rõ ràng một tôn kiếm tiên ai cũng không dám tùy tiện mạo phạm đặc biệt là một chút chỉ có một vị nguyên anh thế lực nhỏ người càng là lặng lẽ che miệng của mình đắc tội ông nội này chờ chết đi không 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 có khả năng qua tốt một một lát, rốt cục có người có dũng khí lên tiếng. Không phải người khác, chính là đoan một hiến. Đoan một hiến này lại không sai biệt lắm muốn điên rồi, hắn nguyên anh lão cha ở trước mặt hắn bị người một kiếm bổ, không điên cũng coi như hắn tâm lý tố chất cường đại. Đoan một hiến giống như điên cuồng, khuôn mặt vặn vẹo, kêu to, giả, giả, không thế nhưng là thật. Lữ thiếu khanh một kiếm diệt đoan một thiện, trung động lòng người, nhưng đoan một hiến đón chịu không được. Cha của hắn sớm đã là nguyên anh, làm sao lại đánh không lại lữ thiếu khanh người trẻ tuổi này đâu? thiên cấp công pháp cũng không làm gì được lữ thiếu khanh, hắn phụ thân chết đến mức không thể chết thêm, hài cốt không còn, liền nguyên anh cũng bị trở thành thuốc bổ, triệt triệt để để biến mất trên thế giới này. vốn cho rằng hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, nắm chắc thắng lợi trong tay, tương lai ngọc đỉnh phái cùng đoan một gia trở thành đông châu bá chủ, siêu việt tất cả thế lực. cuối cùng lại gặp lữ thiếu khanh quái thai này, đoan một hiến niên cùng kêu gầm thét không biết rõ là phát tiết lấy trong lòng oán hận vẫn là tại che giấu trong lòng sợ hãi ồn ào quá lữ thiếu khanh một bàn tay lăng không quất tới như là đập con ruồi đồng dạng một một tiếng đoan một hiến miệng phun tiên huyết bay đến một bên trên mặt sưng lên tới hắn oán hận nhìn chằm chằm lữ thiếu khanh ngươi chờ lão tổ là sẽ không bỏ qua ngươi lão tổ lữ thiếu khanh có mấy phần lo lắng tranh thủ thời gian hỏi ngươi lão tổ là hóa thần sao nhan hồng vũ bên này ba người nhìn không được thở dài đã không biết rõ như thế nào chỉ bậy. Tình cảm chỉ có hóa thần mới có thể nhường cái này gia hỏa kiên kỵ một cái. Hóa thần. Đoan một hiến cắn răng, lão tổ nếu là hóa thần, không cần ở chỗ này cùng các ngươi những người này nói nhảm. Nếu như đoan một gia có hóa thần, đã sớm quy mô su binh đi làm đông châu lão đại rồi. Thôi đi, nghe xong không phải hóa thần, Lữ Thiếu Khanh lúc này yên lòng, hết sức khinh bỉ, không phải hóa thần cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Chết đi. Không có cùng đoan một hiến nhiều lời, mặt quân kiếm vung ra, nhẹ nhàng một kiếm, một cổ kiếm ý không có vào đoan một hiến thể nội. Đoan một hiến biểu lộ dữ tận, vặn vẹo, hai mắt nổi lên, cuối cùng mang theo nồng đậm không cam lòng ngã xuống, triệt để hồn phi phách tán. Tâm ngoan thủ lạc, lại một lần nữa nhường trong lòng mọi người kính sợ bắt đầu. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm giải quyết chuyện nơi đây, mạnh tiểu trên mặt lộ ra nụ cười. Lần này, Ngọc Đỉnh Phái không đến mức trở thành tội nhân, sự tình không đến mức không cách nào vãn hồi. Khói hằng ánh mắt phức tạp nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, trong lòng kia là hâm mộ ghen ghét. Lữ Thiếu Khanh so với hắn tuổi trẻ, nhưng như cũ là nguyên anh đại năng, đạt đến rất nhiều người cả một đời cũng không cách nào đạt tới tình trạng. Mà hắn thì sao, hai mươi mấy, vẫn là kết đang chính tầng, đã tại cảnh giới này dừng lại nhiều năm. Nếu là có thể, hắn muốn đi hỏi một chút Lữ Thiếu Khanh đến cùng là như thế nào tu luyện. Mạnh tiểu chạy tới, quy, ngươi tên là gì? Không nghĩ tới ngươi thật lợi hại như vậy. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem hai cái viên thuốc rơi vào trước mắt mình, đưa tay bóp một cái. Mạnh tiểu sắc mặt đỏ bừng, ngươi, ngươi làm gì? Lần thứ nhất bị người xiết như vậy tóc của mình, mạnh tiểu trong lòng sinh ra một cổ cảm giác khác thường. Lữ thiếu khanh xoa xoa tay, cảm giác bình thường a, à, không bằng sư muội tóc mềm mại, hắn hỏi mạnh tiểu, ngươi phía trên là trống không? Ta còn tưởng rằng bên trong sẽ thả lấy hai viên viên thuốc. Đói bụng liền cầm xuống đến ăn hết. Mạnh tiểu thử lấy răng, tròn vo mặt trở nên tức giận, muốn cắn răng. Đừng tưởng rằng ngươi lợi hại ta cũng không dám đánh ngươi kết đang kỳ trở xuống quy hiếp lữ thiếu khanh đã có thể không nhìn hắn vung tay lên một cổ bình chướng dâng lên ngăn cách đám người mới mở miệng hỏi ngươi đã nói bằng lòng ta một sự kiện hiện tại đến lượt ngươi thực hiện lời hứa vừa tìm được một cái thuộc về ma quỷ tiểu đệ đồ vật kích động đây này ngươi ngươi muốn làm gì đối mặt lữ thiếu khanh ánh mắt mạnh tiểu có chút sợ hãi đừng nghĩ lấy chiếm ta tiện nghi ai muốn chiếm tiện nghi của ngươi rồi ngươi da mặt thật dày lữ thiếu khanh kinh bỉ còn nói đại sư tỷ đây cùng ta kia ngu xuẩn sư muội không sai biệt lắm, dịch não đều là màu vàng. Cho ta một cái đồ vật, trước đó tất tụ đưa cho ngươi món kia đồ vật. Mạnh tiểu kỳ quái, trong lòng lại không hiểu nhiều hơn mấy phần thất vọng. Trị động tỉnh lớn như vậy, liền vì dựa dẫm vào ta muốn một cái đồ vật. Vẫn là tất tụ cái kia gia hỏa tặng. Kết quả là, Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Mạnh Tiểu khuôn mặt tiếng trống canh, hướng hai bên cũng ngậm lấy bánh kẹo đồng dạng. Nha đầu này, là tại cực đường quả sao? Lữ Thiếu Khanh trong lòng kỳ quái. Mạnh tiểu tức giận nói, hắn đưa cho ta nhiều thứ đây, không có một trăm kiện cũng có mấy chục kiện, có chút đồ vật ta ném đi. Ta sát. Cái kia bại gia đồ chơi. Tán gái mà thôi, cần thiết hay không? Lữ thiếu khanh bất đắc dĩ, chỉ có thể xuất ra tại Đông Châu nơi này đạt được món kia đồ vật. Nhìn thấy cái này đồ vật về sau, mạnh tiểu ngây ngẩn cả người. Liền vì cái này đồ vật. Nhìn thấy mạnh tiểu không thích hợp, lữ thiếu khanh tâm cũng đi theo không thích hợp bắt đầu. Sẽ không phải cũng là thuận tay ném đi a? À? Lữ Thiếu Khanh cái lo lắng này không có đạo lý. Ma quỷ tiểu đệ đồ vật, người bình thường thật đúng là nhìn không ra có tác dụng gì. Ngoại trừ khí tức kỳ quái một điểm, cứng rắn một điểm bên ngoài, không có cái gì đặc biệt. Mà trong thế giới này, không biết đồ vật nhiều lắm. Dù là sống trên vạn năm lão yêu quái cũng không dám nói nhận biết tất cả đồ vật. Ma quỷ tiểu đệ đồ vật rơi vào người khác trong tay, không có cái khác tác dụng, không phải bị đem gác xó chính là tiện tay vứt bỏ. Người cô nàng này, sẽ không phải vứt đi. Mạnh tiểu lắc đầu, này cũng không có. Sau đó theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra món kia đồ vật tới. Cho ta. Không cho. Chương 400, ta đến từ Trung Châu. Nhìn xem đem đồ vật giấu ở phía sau, như đứa bé con đồ nghịch tính tình, biểu môi mạnh tiểu. Lữ thiếu khanh khẳng định, nha đầu này tuyệt đối là não có chút vấn đề, là một cái so với mình sư muội còn muốn ngốc gia hỏa. Vấn đề là, nha đầu này vượt qua 20 tuổi, còn ngốc như vậy. Ngọc đỉnh phái tương lai một mảnh hắc ám A. Lữ Thiếu Khanh là ngọc đỉnh phái tương lai mặt niệm một cái, sau đó sắc mặt không giỏi, hung ác nói với Mạnh Tiểu, cho ta, đừng cho là ta không dám thu thập ngươi. Ngươi thế nhưng là đã thề, chính ngươi đừng đùa lửa. Mạnh Tiểu khẽ nói, ta nói là đáp ứng ngươi một việc, nhưng cũng không nói muốn bằng lòng đem cái này đồ vật tặng cho ngươi. Ngoại tào. Lữ Thiếu Khanh kịp phản ứng, tự mình chủ quan. Tự mình cả ngày chơi văn chữ trò chơi, còn tưởng rằng người khác sẽ không. Chủ quan, chủ quan, đây là một bài học a. À ngày sau phải chú ý mới được. Lữ Thiếu Khanh thật sâu kiểm điểm tự mình một phen. Ngươi muốn làm gì? Mạnh Tiểu nhìn chầm chầm Lữ Thiếu Khanh, đem đồ vật cầm tại trong tay, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi nói cho ta, ngươi là ai, cái này đồ vật ta liền cho ngươi. Ta gọi Ngao Lương, đến từ Trung Châu Ngao Gia. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt không thay đổi, thuận miệng bị chuyện, thân phận hy vọng ngươi giữ bí mật, ta không hy vọng có quá nhiều người biết rõ. Trung Châu sao? Mạnh Tiểu giật mình, trong lòng nhiều hơn mấy phần tin tưởng chỉ có trung châu người mới sẽ mạnh như vậy nhưng là ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này lữ thiếu khanh cổ tay khẽ đảo một cái màu bạc lệnh bài xuất hiện chính là trung châu học viện nhập học bằng chứng ta cùng ta sư huynh đi tề châu đưa cái này đồ vật a đừng nói cho ta ngươi không có thu được a lữ thiếu khanh đang đánh cược tề châu xa như vậy đều có thể gặp trung châu gia hỏa không tin tiếp giáp trung châu đông châu không có tốt a mạnh tiểu triệt để tin tưởng vừa vặn nàng trong tay cũng có một cái nàng cũng là cổ tay khẽ đảo xuất hiện một cái như đúc đồng dạng bằng chứng, đến thời điểm ngươi cũng sẽ đi Trung Châu học viện. Đi a, à, vì cái gì không đi? Đem đồ vật cho ta, đến thời điểm đến Trung Châu học viện, ngươi chính là của ta người, ta bảo kê ngươi. Thật, thật sao? Mạnh Tiểu Biểu lộ sáng lên, hai mắt như là tỏa ánh sáng, để lộ ra một cổ không hiểu quang mang. Lữ Thiếu Khanh chú ý tới Mạnh Tiểu Biểu lộ, nói thầm trong lòng. Cô nàng này chuyện gì xảy ra? Còn không muốn cho a. À? Không cho ta. Đừng trách ta động thủ a, Lữ Thiếu Khanh lặng yên làm tốt chuẩn bị, một khi mạnh tiểu hay là không muốn, hắn sẽ trước tiên xuất thủ. Vì cái này đồ vật, giết người phóng hỏa hắn đều có thể. Bất quá Lữ Thiếu Khanh vẫn là quá lo lắng, mạnh tiểu này lại ngoan ngoãn đem đồ vật giao cho hắn. Quen thuộc đồ vật tới tay, Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng thở ra. Xem như hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó chỉ cần cùng sư huynh kế ngôn cùng lúc làm sạch hồng mạch là được rồi. Nếu là đánh không lại, vậy liền mang theo sư huynh cùng một chỗ trốn đi nơi này đến thời điểm phát sinh cái gì cũng cùng bọn hắn không quan hệ. Lữ thiếu khanh triệt tiêu bình chướng, đối mạnh tiểu nói, tốt, các ngươi rời đi nơi này đi. Khói hằng nhìn xem chung quanh nồng đậm sương trắng, nhịn không được mở miệng, như thế nào ly khai. Nơi này thế nhưng là tứ phẩm đại trận. Tứ phẩm đại trận, hơn nữa còn là từ nguyên anh bố trí, cho dù là khoái hằng hắn cũng phá giải không được. An công tử am hiểu trận pháp, nhưng an công tử thử một chút như thế nào. Đúng a, à, lục công tử trận pháp tạo nghệ cũng không tệ, nhưng hắn tới đi tả cô nương cũng sư tòng trận pháp đại sư cùng một chỗ liên thủ không chừng có thể phá giải đám người nhao nhao lên tiếng trần thuật hiến kế lữ thiếu khanh lắc đầu thả người mà lên hắn muốn làm gì khoái hằng nhíu mày hiện tại đại trận đã bị phong lại mở không ra hắn có thế ra ngoài sao nhưng mà rất nhanh khoái hằng liền miệng trận mắt ngốc lần nữa bị bị khiếp sợ nồng đậm xương trắng như là có linh trí nhao nhao là đi vào trước mặt lữ thiếu khanh nhường đường lữ thiếu khanh nhẹ nhõm rời đi nơi này theo cùng nhau biến mất còn có lãnh dược xuyên thi thể lữ thiếu khanh ly khai về sau chung quanh sương trắng cũng dần dần tán đi cho bọn hắn cảm giác áp bách tùy theo thối lui cái này cái này tất cả mọi người bị lữ thiếu khanh sợ ngây người tứ phẩm đại trận lặng yên không một tiếng động ở giữa liền phá giải đây rốt cuộc là dạng gì trận pháp tạo nghệ khoái hằng kinh ngạc qua đi cũng liên tục cười khổ thiên tài đây mới là thiên tài cùng hắn so sánh ta chỉ có thể nói là tầm thường hắn ngược lại đối giả tôn nói giả công tử đến thời điểm có cái tụ hội không biết rõ ngươi là có hay không nguyện ý đến tham gia khoái hằng đã cất lòng kết giao thông qua giả tôn cùng lữ thiếu khanh kéo lên quan hệ mà giả tôn bên này đã ngây dại bình thường giống khoái hằng loại này thiên tài là coi nhẹ cùng hắn loại này thế gia công tử ca lui tới bây giờ lại chủ động hướng hắn phát ra mời phía sau nguyên nhân hắn rất rõ ràng cái kia gia hỏa thật lợi hại như vậy a à. giả tôn đần độn nhìn xem lữ thiếu khanh biến mất phương hướng trên bầu trời kế ngôn cùng hồng mạch đã đánh nhau chiến đấu 10 điểm kịch liệt kiếm quan chói lóa mắt pháp thuật sáng chói bạo liệt bị lan đến gần trên mặt đất hết thảy bị sang thành bình địa hiện đầy vô số khe hở mất mô như là xuống một trận mưa vẫn thạch đồng dạng bình thường toàn thân áo trắng khí chất phóng khoáng kế ngôn hiện tại có vẻ có mấy phần chật vật đối thủ là nguyên anh năm tầng hồng mạch hắn ứng phó rất phí sức hắn khí tức mặc dù có chút suy yếu chiến ý càng phát ra tăng vọt như là buổi trưa mặt trời lóa mắt nóng bỏng để cho người ta không dám nhìn thẳng dù là đối thủ trước mắt so với hắn cường đại hắn sẽ chỉ hưng phấn sẽ chỉ kích động mà mà sẽ không lùi bước cùng sợ hãi mạnh tiểu khoái hằng bọn người xuất hiện ở phía xa nhìn xem trên bầu trời hai người khoái hằng sắc mặt lần nữa phức tạp hắn ngữ khí có mấy phần uể oải trong lòng lại một lần nữa bị đã kích đây cũng là một cái thiên tài tuyệt đỉnh yêu nghiệt thiên tài không có người phản bác khoái hằng đối mặt một cái nguyên anh năm tầng tồn tại Kế ngôn lấy nguyên anh sơ kỳ cảnh giới đối đầu có thể không rơi vào thế hạ phong, đây không phải yêu nghiệt là cái gì? So với kế ngôn chiến ý tăng vọt, ý chí chiến đấu sụp sôi. Kế ngôn đối thủ, hồng mạch thì biểu lộ không thể nào đẹp mắt. Kế ngôn cường đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lĩnh ngộ đệ tam trọng kiếm ý kế ngôn đã có tư cách làm bị thương hắn, thậm chí hồ còn có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Ta cho là ta đồ nhi là thiên tài, không nghĩ tới a, à, ở chỗ này còn có thể đụng phải như ngươi loại này thiên tài hồng mạch trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần thưởng thức hắn đối kế ngôn nói bái ta làm thầy đi theo ta ta sẽ để cho ngươi trở thành đông châu nơi này mạnh nhất tồn tại đối mặt kế ngôn dạng này tuấn tài hồng mạch cũng không nhịn được sinh ra mời chào chi tâm nếu như có thể lúc chiêu mộ được dạng này một vị đồ đệ mang đi ra ngoài lần có mặt mũi về phần hiện tại đồ đệ lãnh dược xuyên hồng mạch cảm thấy liền cho kế ngôn diều dắt cũng không xứng nếu như lãnh dược xuyên biết mình sư phụ ý nghĩ như vậy khẳng định sẽ bị tức giận đến sống tới bất quá trả lời hắn vẫn như cũ là một kiếm